bạn. Hôm nay mình sẽ review thực tế cái đèn pin siêu sáng T6 nha các bạn. Đèn pin giá rẻ. Đây là sạc đèn phóng gần nha các bạn, ly gần. Đây ly gần nha các bạn. Rất là sáng luôn, góc rất là rộng luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ zoom lại. Bạn zoom bằng kéo kéo thẳng cái ống đèn ra. Các bạn. Zoom lại nè bạn. Nó sạch rất là xa luôn. Rất là sáng. Bây giờ mình sẽ zoom cái góc nó cao lên nè. Nó rộng ra nè. Đó. Bây giờ mình sẽ test tới cái hiệu ứng của đèn nha các bạn. Giờ mình sẽ nhấp nhẹ. Đây là nó mờ nha các bạn, sáng mờ. Sáng mờ nha các bạn. Nhấp nhẹ cái nữa. Nó mờ cái nữa. Nhấp cái nữa là nó chớp liên tục. Đây nó chớp liên tục nha các bạn. À, nhấp cái nữa. Là chớp tắt báo động. Đó. Bây giờ mình nhấm cái nữa nó tỏ lại ban đầu nha các bạn. Đây giờ mình sẽ zoom phóng bự lên. Đó, sáng góc rộng rất là rộng nha các bạn. Đó, giờ mình zoom nhỏ lại.